Xin kính chào quý vị và các bạn. Lũ lên cao chưa từng có, đêm qua người dân Quảng Bình đã phải thức trắng đêm để chạy lũ. Quảng Bình và Hà Tĩnh sẽ tiếp tục là tâm mưa đặc biệt lớn ở miền Trung. Từ 20 giờ tối qua cho đến trưa ngày hôm nay, mỗi giờ thì mưa đã trút xuống đến hàng chục mm. Tổng lượng mưa tại Quảng Bình trong 15 tiếng qua lên đến là 467 mm. Còn ở Hà Tĩnh thì có những giờ mà lượng mưa lên đến 80 mm và tổng lượng mưa đã lên đến 706 mm trong vòng 15 tiếng qua. Trong ngày hôm nay và ngày mai, Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 400 mm. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện thì mưa đang tạm ngớt, giúp cho công tác cứu hộ trong hai vụ sạt lở đất được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cảnh báo từ tối và đêm nay thì mưa to có khả năng quay trở lại và kéo dài trong 2 ngày tới. Trước diễn biến này, hai loại hình thiên tai mà người dân miền Trung cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác, đó là lũ cao và sạt lở đất, đặc biệt lưu ý lũ ở trên sông Gianh. Mực nước tại Mai Hóa dự báo sẽ lên rất nhanh, đến tối nay thì sẽ cao thêm khoảng 1 mét nữa so với thời điểm buổi trưa. Còn ở sông Kiến Giang thì lũ đã bắt đầu xuống nhưng rất chậm, dự báo đến tối nay là 4,70 m, chỉ rút có khoảng 14 cm so với buổi trưa. Ở Hà Tĩnh thì cần chú ý đến sông Ngàn Sâu cũng đang tiếp tục dâng lên, tối nay còn cách báo động 3 khoảng 50 cm. Một thông tin đáng chú ý nữa là trên biển đang có một áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines. Nó có xu hướng sẽ đi vào Biển Đông vào sáng của ngày 21 tháng 10. Trong hôm nay thì quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có cảnh báo mưa rông mạnh và sóng cao biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà 2 đợt mưa lũ lớn liên tiếp đổ xuống khu vực miền Trung. Rất nhiều những cái kỷ lục về đỉnh lũ đã được thiết lập và phá vỡ đi những cái kỷ lục trước đó tại các tỉnh như là ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị hay Quảng Bình. Và đáng lo ngại hiện nay, một trong những sông đáng lo ngại hiện nay đó là sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Mực nước vẫn liên tục ở mức cao suốt từ đêm qua cho đến giờ. Và để có thêm những thông tin chi tiết về diễn biến lũ ở khu vực miền Trung thì ngay lúc này đây chúng ta sẽ có cuộc trao đổi ngắn với ông Vũ Đức Long là Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Vâng, thưa ông, không biết là đến thời điểm hiện tại thì diễn biến lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, Quảng Bình đang diễn ra như thế nào ạ? Vâng, kính thưa chị và tất cả khán giả truyền hình, thì hiện nay thì mực nước trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy đã đạt đỉnh và đang xuống rất là chậm. Và theo cái chuỗi số liệu của chúng tôi thu được từ nửa đêm hôm qua cho đến khoảng 8 giờ sáng nay thì mực nước ở trên sông Kiến Giang cũng lên rất là chậm, mỗi giờ chỉ lên khoảng từ 2 cho đến 3 cm. Cho đến 8 giờ sáng nay thì đỉnh lũ đã đạt ở mức là 4,88 m và là ở trên cái mức báo động 3 là khoảng 2,2 m và trên mức lũ lịch sử của năm 1979 là khoảng 1 m. Và chúng tôi nhận định là trong những cái giờ tiếp theo thì lũ trên sông Kiến Giang sẽ tiếp tục xuống nhưng mà vẫn là cái mức xuống rất là chậm. Và cho đến đêm nay và sáng mai thì có thể là mực nước trên sông Kiến Giang vẫn còn ở trên cái mức báo động 3 là khoảng 1,7 đến khoảng 1,8 m. Do đó là cái tình trạng mà ngập lụt sâu diện rộng ở những khu vực này vẫn còn tiếp diễn và kéo dài trong nhiều ngày tới. Vâng, vậy thì ngoài sông Kiến Giang ở Quảng Bình ra thì các sông khác ở khu vực miền Trung lũ hiện nay như thế nào, có ở mức báo động cao không ạ? Ở ngoài sông Kiến Giang thì hiện nay đã đạt đỉnh và sông xuống chậm, thì ngược lại thì sông Gianh thì lại đang lên rất là nhanh ở khu vực Quảng Bình này. Và ngoài ra nữa thì thêm sông Ngàn Sâu ở khu vực Hà Tĩnh cũng đang lên rất nhanh, và tình trạng ngập lụt sâu ở diện rộng ở cái khu vực hạ lưu sông sông Gianh và cũng như là sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh thì là sẽ tiếp tục mở rộng, và cái tình trạng ngập sâu sẽ lan rộng ra các cái khu vực của các cái huyện ở Quảng Bình cũng như là ở Hà Tĩnh. Như vậy là có thể thấy là một điều rất đáng chú ý trong ngày hôm nay xin được nhấn mạnh với quý vị đó là sông Gianh tại Quảng Bình và sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lên. Vì vậy mà tình trạng ngập ở những khu vực này sẽ còn tiếp diễn rất căng thẳng. Vì vậy một điều ngay lúc này rất cần nhấn mạnh tới bà con ở khu vực vùng lũ là chúng ta phải đảm bảo được an toàn về con người. Chúng ta không được chủ quan lao mình ra dòng nước lũ, và đặc biệt là càng không được chủ quan khi nghe thấy được rằng là lũ đang có xu hướng xuống, và đặc biệt là phải tuân thủ theo đúng những yêu cầu và quy định của chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin tiếp theo về đợt lũ này. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay thời sự. Xin cảm ơn phóng viên Quỳnh Hoa. Và thưa quý vị, vào tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn, tỉnh Quảng Trị 1.000 tấn, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.000 tấn và tỉnh Quảng Nam 1.000 tấn để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai mưa lũ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và định mức theo quy định.